Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng sửa vốn ra gốc, kênh Zintobi. Hiện tại thì em đang có mặt tại một vị khách hàng ở Mê Linh. Đấy, thì hiện tại hôm nay bác chủ nhà hôm nay có đang ở nhà để nhận bộ sản phẩm này. Thì đây, thì bác cho xin một độ vài câu hỏi là bác cho hỏi cho đầu tiên là câu hỏi là bác tên là gì, đâu được không ạ? Tôi là Nguyễn Văn Trường và ở thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Vâng, thì bác Trường cho hỏi là sau khi là bác nhận được cái sản phẩm của bên cơ sở chó thì bác thấy là cái chất lượng cái sản phẩm này thì bác nhận được bác thấy có thấy là ok không ạ? Là ok thôi chứ có gì đâu. Vâng, thì cho tôi hỏi một hai câu nữa là có cả bác Trường là đã đến xưởng để cho đặt cái bộ sản phẩm này rồi đúng không ạ? Đúng rồi, tôi đến tận xưởng sản xuất của nhà của công cơ sở cơ sở Thiên Phú. Và thì bác đặt một sản phẩm cạnh cái chỗ cây xăng Cầu Bài, huyện Đông Anh. Và thì bác sau khi bác đến xưởng đó bác thấy là cái sản phẩm nó có đa dạng không và nhiều mẫu mã để cho mình lựa chọn không? Nói chung là đến cái cơ sở đấy thì là đa dạng, xưởng to đa dạng, nhiều mặt hàng gì cũng có. Đến bây giờ ai thích mua cái gì thì đến đấy mà mua. Và cái gì cũng có. Thì sau khi bác đến xưởng chó thì bác thấy là cái chất lượng phục vụ của nhân viên xưởng chó là có thấy là tốt không? Nếu mà đã đến cái cơ sở đấy thì là Thiên Phú thì là nói chung là nhân viên phục vụ tận tình, tư vấn tốt. Cháu được biết là bác Trường là trước khi đến nhà cháu đặt là bác Trường là hay xem cái live stream của nhà cháu đúng không ạ? Vâng, hay xem cái live stream trên mạng. Vâng, bác Trường là chung là một cái khách hàng quen rất là bên cơ sở, nhưng nói chung lần nào là cũng xem live stream cơ sở nhà em. Đấy, và đến xưởng đã đặt xong một bộ sản phẩm này và hôm nay thì em mới bàn giao xong bác Trường. Thì là cháu cũng xin là thay mặt tất cả là anh chị em công nhân trong xưởng là chúc bác và toàn thể gia đình nhà mình có một cái năm mới là gặp nhiều may mắn và luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Đấy, bây giờ cháu xin một vài phút để cháu quay review một sản phẩm nhà mình bác nhá. Đấy, vâng các bác ạ, và hiện tại thì em Viện vừa mới kê và lắp ráp xong cho bác Trường một bộ sản phẩm Hoàng Gia chân 16 gỗ hương đá. Bộ sản phẩm này thì bác Trường đã đến trực tiếp với cơ sở nhà em và đặt trong vòng được mấy tháng rồi, hôm nay em mới hoàn thiện xong để lên bàn giao cho bác. Đấy, và em đang kê hình chữ L. Ở đây là cái không gian phòng khách của nhà bác Trường, là không gian phòng khách hiện đại các nhá, thì trông rất là đẹp. Và cái bộ sản phẩm này toàn bộ là bên em làm là theo quy cách là đặt ván dày 2 phân, khuôn tranh của bộ này em đặt là bác đã đặt là 5 phân, dày 5 phân, vách dày 4 phân và trương là kiểu dáng mẫu mới. Đấy, và đây các bác thấy lại gần chiếc đoạn dài này, toàn bộ là trương với cơ sở nhà em làm là theo mẫu là mẫu mới nhất của nhà em có độc quyền trên thị trường bây giờ của cơ sở đồ Thiên Phú. Trương bên em làm trương liền khối dày 10 phân và đục bằng máy sửa lại tay kỹ. Đây các bác nhìn quay lại gần này, bên em đục sâu kênh bong tận là hơn 6 phân. Rất là khác biệt những sản phẩm trên thị trường. Và toàn bộ là trương bên em đục là hoa lá tây và hoa hồng. Ở giữa thì bên em đục là một bức vương liệm trên đầu này, nhìn trông rất chi hài hòa của sản phẩm này. Vách này thì bên em làm toàn bộ là vách dày 4 phân. Vách dày 4 phân và là làm với theo quy cách là hàng chọn vân và chọn gỗ. Đấy, rất đẹp và hoàn thiện thì toàn bộ là bên em hoàn thiện qua 5 lớp. 3 lớp lót, 1 lớp mò và lớp cuối cùng là một lớp bóng sơn chống xước này, sờ nhẵn thín hết. Ở tay này thì bên cơ sở nhà em làm là tay đặc nguyên khối chữ S mà các bạn nhìn thấy này. Và cái tay này bên cơ sở nhà em cũng làm cực kỳ là khác biệt thị trường. Nhà em làm chiều cao gần là 30. Những cái sản phẩm mọi người xem tham khảo thị trường là người ta chỉ làm tầm 27 thôi. Tay làm 30, làm rất chi là to và cao. Và ván mặt này thì toàn bộ bên em làm ván mặt xẻo nguyên một tấm với độ dày là dày 2 phân. Đây, rất dày. Khuôn tranh này, bộ sản phẩm này thì bác Trường đặt là khuôn tranh dài tận 5 phân, rất dày các bác nhá, và làm vén siêu cộng với cơ sở như em đây, cái này khác biệt này. Khuôn tranh những sản phẩm người ta làm hiện trường ấy, những lơ người ta chỉ làm thẳng, người ta không làm vô cong, thì em làm vén cong để nhìn trông nó hài hòa và đẹp của bộ sản phẩm này các bác nhá. Cổ chỉ 2 tầng và chân với yếm là đục hoa tây. Đặc biệt hơn nữa là bộ sản phẩm này bác Trường đặt là chân 16, cũng hơn đá hết. Cái đoạn dài này là dài là 2m6, sâu là tầm 78 và cao là tầm 1m52. Riêng một cái đoạn lớn này mọi người có thể ngồi thì tầm khoảng độ 4 đến 5 người lớn. Ngồi thì cái dáng này, cái chân 16 làm ngồi rất là cao và rất chi là dáng rất chi là trường, cực kỳ là thoải mái các bạn nhìn xem. Và hai ghế đơn thì bên cơ sở em có kê là một cái ghế đơn là ở cạnh chiếc đoạn lớn, một ghế đơn là bên riêng cái đoạn lớn. Đây, ghế đơn này các bạn nhìn thấy đây, bên em làm chiều sâu là tầm 77, độ 78, ngang là tầm 1m1 và cao tầm 1m48. Toàn bộ là trương bên em làm là trương liền khối hết và đục toàn bộ được bằng máy sửa tay. Và mọi người nhìn thấy cái kiểu dáng làm trương mới này nó khác biệt cực kỳ là nhiều những sản phẩm hiện trường. Và vách này dày 4 phân, tay toàn bộ là tay đặc nguyên khối hết các bạn, tay đặc nguyên khối rất đẹp vân mèo này, hàng chuẩn vân đẹp mê hồn và hoàn thiện nét căng các bác. Ván dày 2 và khuôn tranh dày 5 phân, chân là chân 16. Đấy, ghế đơn còn lại đây thì em cũng làm đây, đang kê chữ L các bác nhá.
rất đẹp, và ở giữa thì sẽ có một chiếc bàn lớn. Thì bên cơ sở anh em làm là theo kích thước là rộng là 87 và dài 1m67, mặt bàn đục hoa tây. Và đặc biệt hơn cái bộ sản phẩm này thì bên cơ sở anh em có tặng cho bác Trường là một hộp đựng chè này, một gà tàn, một lọ đựng giấy, và đây là một cái hộp đựng tăm. Và đặc biệt hơn là bên em tặng cho bác Trường một cái khay trà nguyên khối, trị giá khay trà lên đến là 5 triệu đồng nguyên khối, và bên em có in logo của Đồ Gỗ Thiên Phú và tên của khách hàng là bác Trường. Anh mời xem thì rất là đẹp, nguyên khối đục rồng đó nhá. Và cái bàn này thì bên cơ sở thì em cũng làm là có kèm theo đó là hai chiếc ngăn kéo để cho anh chị em mình kéo ra cái vở đồ rất chi tiện lợi, tặng kính bàn, kính đôn, hai ngăn kéo và khuôn tranh giày 5 phân, ván giày 2, chân là chân 16, yếm đục hoa tây, chân cũng đục hoa tây. Cái sản phẩm tiếp theo là một chiếc đôn thấp để ngồi. Bên cơ sở thì em thì làm là toàn bộ là ván giày 2 phân hết, khuôn tranh là giày 5 phân rồi, chân yếm đục hoa tây. Hiện tại thì em đang kê cái chiếc đôn kẹp ở góc, đang chưa biết kê cái đôn kẹp đâu thì để sau nhà gia đình nhà bác Trường sẽ kê lại. Đấy, thì vừa xong thì em đã giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm hoàng gia, chân 16 hàng VIP vuông đá, bao gồm là 6 món của bác Trường đặt. Các bác nào mà có địa chỉ ở gần nhà bác Trường, mọi người có thể là đến và xem và tham khảo trực tiếp nhà bác Trường luôn. Địa chỉ em bác Trường đã đọc rồi. Ở địa chỉ thì em này các bác muốn đến thì em xem là cơ sở 1 là nằm ở tại cạnh cái xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Đây là cái tổng diện tích cơ sở nhà em lên đến là 5.000 m², có hàng trăm sản phẩm đầy đủ từ mộc cho đến hoàn thiện để anh chị em mình qua xem và lựa chọn. Bộ sản phẩm này thì bên cơ sở nhà em đang giao bán với một mức giá là 98.800.000 đồng, là giá hoàn thiện đẹp kỹ hết rồi, và tặng mọi người là đầy đủ quà tặng này, kính bạn kính đôn, miễn phí ship 50 cây. Đấy, mọi người mà xem được video này của em mà có những bình luận, có ý kiến gì hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến cho em. Và xem video của em mà thấy hay, mọi người ủng hộ cho em biện bằng nút like và nút đăng ký kênh. Quan tâm sản phẩm này, rất mong là mọi người liên hệ qua hotline số điện thoại em để trên màn hình là 0886 25 40. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của clip bên cơ sở nhé. Em xin chào và gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.